Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyên Công PC. Xin chào mọi người, mình là Vân. Hôm nay mình sẽ review con laptop mình đã sử dụng hơn 1 tháng cho anh em. Mình còn chưa kịp nói gì cơ. Nhưng mà cơ bản thì do đây là một video mà mình thấy Vân đã sử dụng con laptop này khá là lâu rồi, thì mình thử lên xem được chị này review như nào. Okay. Bắt đầu video thôi. Ok, vậy thì sau khoảng 1 tháng ấy thì những cái cảm nhận đầu tiên của chị về chiếc laptop này là như thế nào? Ngon. Đẹp. Thế thôi. Thế thì ví dụ như kiểu là màn hình hiệu năng nó như nào, phải nói thử cho mọi người nghe đi. Rồi, con laptop này thì mình dùng để chơi game và dùng để Photoshop, Lightroom và CapCut. Chơi game thì mình thích kiểu đối kháng, bắn nhau bùm chiêu ấy, nên là kiểu mình sẽ chơi PUBG, Valorant. Với những cái tựa game như thế thì em này cân đẹp, bởi vì sao? Chúng ta sẽ có một con CPU rất là mạnh, đó chính là 11800H với 8 x 16 luồng xung, cũng không phải là thấp ở trên những dòng laptop. Mặc dù các bạn có thể thấy là hiện tại bây giờ những kiểu những con chip hệ thứ 12 nó đã ra mắt trên laptop rồi, nhưng mà với con 11800H thì nó vẫn đáp ứng hoàn toàn tốt và đủ nhu cầu dành cho chị. Thế nên là chị mua con này là hợp lý đấy. Và cái thứ hai là nó đang có sử dụng ở đây là RTX 3050. Thì với một con 3050 trên laptop và với nhu cầu chơi game thì nó chả có gì để chê, kiểu dạng nó cân được gần như tất cả các game ở trên cái màn hình này rồi. Thế nên là chị mua con này về chơi game là chuẩn. Vậy thì có thế còn ví dụ như kiểu là về làm việc với cái thứ gì chị làm gì? Chị dùng Photoshop này, Lightroom, CapCut, cái phần Lightroom ấy. Bình thường thì chị chụp ảnh ấy, nó khoảng mỗi một lần chụp thì nó khoảng là tầm khoảng 200 cái ảnh mà raw, nó khá là nặng, nhưng mà vào con này thì ok, xuất ảnh các thứ, nói chung là chị làm mượt, cũng không biết sao nó mượt nữa nhỉ. Thì cái thứ nhất như kiểu em vừa nói với em là nó có một con CPU đủ mạnh để cho chị xử lý tất cả các tác vụ một cách mượt mà. Và cái thứ hai nữa đó chính là nó đang có SSD đây là 512GB. Chưa cần nói đến cái dung lượng 512 mà chỉ chúng ta chỉ nói đến SSD tốc độ cao, thì khi mà chị lốt ảnh và hàng trăm cái ảnh thì cái lượng dữ liệu đầu vào như vậy thì nó vẫn sẽ đảm bảo được cái sự mượt mà. Và cái hai cái đấy khi mà kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra cho chị một cái trải nghiệm làm Lightroom như chị đang sử dụng. Đúng rồi, thì nói chung là cái việc mà có SSD để làm việc thì thực sự là rất là quan trọng. Với lại trong cái quá trình chỉnh ảnh của chị, cái màn hình này nó cũng đủ, nó sẽ không bị ngợp khi chị chuyển từ cái PC sang cái laptop này. Vì cái PC chị đang dùng thì cái màn đấy là 24 inch, cái chuyển này sang là 10, cái con Katana 76 này là 17 inch, thì nói chung là nó có nhỏ hơn nhưng mà ok, vẫn đủ để dùng được. Đúng rồi, ở đây thì mình cũng phải lưu ý dành cho bạn là chị Vân đang bảo là chuyển từ PC qua laptop làm việc, không có nghĩa là chị đang so sánh cái sức mạnh con PC với laptop nhá. Mà chị đang muốn so sánh cái màn hình. Cái màn hình khi mà chị đang dùng PC nó là 24 inch, là một cái màn hình khá là tiêu chuẩn của thời điểm hiện tại ở trên PC rồi. Nhưng mà khi mà chị chuyển xuống một con màn là 17 inch thì chị bảo tuy là nhỏ hơn đúng không? Nhưng mà cái tác vụ của chị vẫn đảm bảo ổn và chị vẫn cảm thấy thoải mái đúng không? Bởi vì thực ra là 17 inch là một cái kích thước khá là lớn ở trên laptop rồi, và em thấy là cái việc mà có một chiếc laptop sử dụng là một cái màn 17 inch thì cái workspace nó cũng sẽ khá là lớn để cho thể đảm bảo được chị là chỉnh sửa và ít nhất là chị không phải bị zoom quá to lên để làm ấy, mà vẫn có thể nhìn được đúng không? Đúng rồi. Đấy thì đấy cũng là một cái điểm lợi dành cho cái em Katana GS76 này, bởi vì nó cũng có một cái màn hình khá là chất lượng IPS này, xong lại là 17 inch này, thậm chí là nó còn có cả 144Hz nữa để cho chị chơi game mượt mà hơn. Không những chơi game, chị lướt Facebook nó cũng đã mượt rồi đúng không? Chị có cảm nhận được là cái màn này nó đang mượt hơn cái con PC gì không? Chị không nhận ra thì đúng là hơi phí, nhưng mà không sao. Không, hình như con màn của chị cũng xịn mà. Con màn của công ty cũng xịn. Vâng, xịn. Con màn Asus 60Hz. What the fuck? Vừa mất điện anh em ạ. Mình đang hơi trong cái guồng, tự nhiên mất điện một cái, thế là đến đâu rồi nhỉ? Đến con màn 144Hz. Đấy, thì đang nói đến con màn 144Hz thì chắc chắn là nếu mà anh em nào mà chơi game thì sẽ không thể bỏ qua được một cái màn 144. Bởi vì là khi mà hardcore rồi, khi mà bạn chơi và đắm chìm vào trong tựa game ấy thì một cái sự mượt mà sẽ làm cho chị bớt bờ lôn. Đúng. Đấy, đúng. Say xe. Đặc biệt cái là cái Valorant là kiểu xoay cái lần cái lúc đầu chơi say xe, đau đầu. Chơi được mấy phút là bị. Đặc biệt nhá, đặc biệt là khi mà chị chơi PUBG. Vân là cực kỳ thần tượng Lam Blue nhưng mà lại chơi PUBG PC chứ không phải PUBG Mobile. Thì thấy có vẻ là chơi khá là nhiều, và nói chung là chị cũng không phải dạng vừa đâu, nhưng mà với em thì em thấy sau khi em thấy chị chơi xong thì em không muốn nhìn nữa. Nhưng mà cơ bản là chị chơi khá là nhiều, thế nên em muốn nói ở trong video này cho mọi người cũng biết. Đấy, cơ bản. Thế còn như kiểu là cái trải nghiệm về bàn phím các thứ thì chị thấy như nào?
bàn phím thì cũng ok. LED thì cái kiểu cái bàn phím này là LED một màu thôi, buổi tối mình vẫn đủ sáng để mình nhìn. Nhưng mà bình thường ở nhà thì cũng ít khi chị dùng cái bàn phím này, thì sẽ dùng một cái bàn phím phụ vào đây. Bàn phím cơ kiểu quen quen bị quen rồi. Nhưng mà nếu mà không có bàn phím cơ thì dùng con bàn phím này thì vẫn ok, đủ để dùng. Thì với một chiếc bàn phím trên laptop thì thực sự giống chị giống em là em không yêu cầu quá nhiều một chiếc bàn phím trên laptop nó phải như thế nào đó. Bởi vì là mình dùng quen bàn phím rời rồi. Thế nên là nếu mà để mình đánh giá thì đương nhiên là mình sẽ không thích một chiếc bàn phím trên laptop, kể cả có như thế nào thì mình vẫn không thích. Nhưng mà khi mà bắt buộc mình phải dùng ấy, thì cái bàn phím trên con GF76 này nó vẫn đảm bảo cho mình được là mình gõ ổn. Nghĩa là nó vẫn không quá tệ để cho mình có thể gõ được và có thể tương tác được nếu trong trường hợp em vác laptop ra ngoài hay chị vác laptop ra ngoài thì vẫn có thể dùng được. Và thêm một cái điểm nữa ở trên em này mà cái bàn phím chúng ta có đó chính là gọi sao nhỉ? Đèn LED. Nhưng mà cái LED này LED một màu đúng không? LED một màu, nó chỉ đỏ thôi. Nhưng mà đỏ. Với cái LED này thì vẫn có thể đảm bảo cho mình sử dụng trong đêm mà không bị bấm nhầm. Đúng rồi. Ít nhất là nó sẽ có những cái đấy. Và như ở còn về cổng kết nối thì em thấy là trên chiếc laptop của chị đang dùng cũng khá là đầy đủ nhá. Ở bên này chúng ta sẽ có hai cổng A này, có thể kết nối được thẻ nhớ các thứ này. Bên này chúng ta sẽ có một C, một A và HDMI, thêm cả cổng LAN nữa. Cái con này có kết nối, chị muốn kiểu nhà mà thêm một cái màn hình phụ nữa. Vẫn kết nối được đúng không? Đúng rồi, bởi vì chúng ta sẽ có một cái dây HDMI ở đây. Thì vẫn có thể rời nối ra một cái màn. Ở nhà chị đang có màn rời đúng không? Đúng rồi. Thế thì với những bạn nào mà như kiểu giống chị Vân, có một cái màn rời ở nhà thì hoàn toàn chúng ta có thể kết nối với em này. Kết nối sang một màn hình khác để làm việc song song hai việc cùng lúc, hoặc là kiểm soát công việc một cách dễ dàng hơn. Thì hai màn là một cái sự lựa chọn cực kỳ thông minh, thật sự luôn. Bởi vì ở nhà em đang dùng hai màn. Dùng hai màn rất là thích. Đấy thì đấy là cái lợi điểm của em nó. Thế còn về như là chị đã từng cầm em này đi ra ngoài và trải nghiệm pin, chị thấy như nào? Bình thường thì chị ít khi cầm con này ra ngoài vì thật ra nó cũng hơi nặng ấy. Chị thì chủ yếu là để ở nhà thôi. Còn pin của em này nếu như mà không chơi game, mình chỉ làm việc cơ bản thì nó khoảng được 4-5 tiếng. Đúng rồi, thì với một chiếc laptop gọi là laptop gaming đi thì thực sự với em chưa bao giờ em hy vọng nó một chiếc laptop pin trâu bò cả. Và khi mà một chiếc laptop gaming có thể đạt được đến mức pin khoảng 4 tiếng không sạc thì em thấy là ok rồi. Bởi vì gần như 100% em dùng những cái laptop gaming của bạn ấy, là em dùng em cắm sạc. Bởi vì khi cắm sạc thì laptop gaming nó mới có thể đạt được đến sức mạnh tối đa và bung được hết tất cả những gì nó có ấy. Thì với em này cũng tương tự thế thôi, là pin 4-1 tiếng rưỡi như vậy. Ok, thế là được rồi. Khi mà chúng ta mang ra ngoài đi cũng lắm 4 tiếng, đi thì đi lắm, mà đi lắm thì cầm cái xác đi. Đúng rồi. Đấy thì cơ bản thì em này nó đáp ứng khá là đủ. Và tổng quan lại, sau khi mà chị được dùng lại em này khoảng 1 tháng, chị có thể rút ra được những cái gì thì em nói kiểu dạng trải nghiệm tổng thể, và chị nghĩ thế nào khi mà một bạn sinh viên mới lên đại học mua em nó, thì sẽ chỉ có cái lời khuyên như này. Một bạn sinh viên mới lên đại học, ví dụ như con trai thì dùng con này ok, còn con gái thì tại vì là chắc con gái sẽ thích nhẹ hơn thì chắc cái con này sẽ không phải là sự lựa chọn ưu tiên. Bạn nam thì ok nha, tại vì có nó có thể chơi game và các thứ. Còn nếu như bạn nào là sinh viên của bách khoa xây dựng kiến trúc, khi mua laptop ở Nguyễn Công thì sẽ nhập mã SVKT hoặc SVBK 2022 thì sẽ được giảm giá thêm 200.000 nữa khi mua máy tính ở Nguyễn Công, laptop ở Nguyễn Công. Thế là đang quảng cáo đấy à? Không, chị nói cho các bạn, nghĩa là biết thêm thông tin thôi, không phải quảng cáo. Và đấy là những gì mà theo như một người xài laptop nữ dùng cho ra ý kiến của bạn ấy sau khoảng một... Đừng nhấn mạnh nữ dùng anh. Nó không phải nữ dùng à? Không. Chị dùng. Thế thì một chiếc laptop chị dùng sau một khoảng thời gian khoảng 1 tháng thì anh em thấy sao? Nhớ để lại comment xuống bên dưới nhá. Và đừng quên là bấm chuông cũng như đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đón video của mình cũng như là video short của chị Vân trong thời gian tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.